Chiều ngày 21 tháng 10 tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15 đã hoàn thành quy trình bầu chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026. Kết quả, Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đại biểu Quốc hội khóa 15 đã được Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026. Nghị quyết về việc bầu ông Lương Cường giữ chức vụ cũng được các đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua với 440 trên 440 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 91,67% tổng số đại biểu Quốc hội. Tân Chủ tịch nước tuyên thệ trung thành với Tổ quốc, nhân dân và hiến pháp trước Quốc hội khi nhậm chức. Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội và đồng bào cử tri cả nước, tôi, Lương Cường Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xin tuyên thệ tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Chủ tịch nước Lương Cường tuyên thệ. Sau lễ tuyên thệ, Chủ tịch nước Lương Cường có bài phát biểu trước Quốc hội. Đại tướng Lương Cường, sinh năm 1957, quê quán phường Dữ Lâu, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, Ông là ủy viên Bộ Chính trị, thường trực Ban Bí thư khóa 13, Bí thư Trung ương Đảng khóa 12, ủy viên Trung ương Đảng khóa 11, 12, 13, đại biểu Quốc hội khóa 15. Ông có thời gian dài công tác trong quân đội, từng kinh qua các vị trí: Phó Tư lệnh về chính trị Quân đoàn 2, Bí thư Đảng ủy Quân đoàn 2, Chính ủy Quân đoàn 2, Bí thư Đảng ủy Quân đoàn 2, Chính ủy Quân khu 3, ủy viên Quân ủy Trung ương, Bí thư Đảng ủy Quân khu 3. Từ năm 2011 đến tháng 4 năm 2016, ông giữ chức phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Thời gian sau đó cho đến tháng 5 năm 2024, ông đảm trách vị trí chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Bộ Chính trị quyết định phân công Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tham gia ban bí thư và giữ chức vụ thường trực ban bí thư từ tháng 5 năm 2024 cho đến nay. Hồ Chí Minh là chủ tịch nước đầu tiên vào năm 1945 sau khi nước Việt Nam giành độc lập. Hồ Chí Minh có thời gian làm chủ tịch nước dài nhất với 24 năm, từ năm 1945 đến khi mất năm 1969 và cũng là chủ tịch nước tại nhiệm qua nhiều nhiệm kỳ nhất với 4 nhiệm kỳ. 1945-1946-1960-1964 về chế định Chủ tịch nước Việt Nam qua các bản hiến pháp như sau. Chế định Chủ tịch nước xuất hiện lần đầu từ bản hiến pháp năm 1946 của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, bản hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam hiện đại. Điều thứ 44 và 45 chương 4, Chính phủ Hiến pháp năm 1946 quy định, Chính phủ gồm có Chủ tịch nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa Phó Chủ tịch và Nội các, Chủ tịch nước được chọn trong Nghị viện Nhân dân và phải được 2 phần 3 tổng số nghị viên bỏ phiếu thuận. Nếu bỏ phiếu lần đầu mà không đủ số phiếu ấy thì lần thứ nhì sẽ đa số tương đối. Chủ tịch nước Việt Nam được bầu trong thời hạn 5 năm và có thể được bầu lại. Điều thứ 49 Hiến pháp năm 1946 quy định quyền hạn của Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thay mặt cho nước giữ quyền Tổng Chỉ huy Quân đội Toàn quốc chỉ định hoặc cách chức các tướng soái trong lục quân, hải quân, không quân, ký xác lệnh bổ nhiệm thủ tướng, nhân viên nội các và nhân viên cao cấp thuộc các cơ quan chính phủ, chủ tọa hội đồng chính phủ, ban bố các đạo luật đã được nghị viện quyết nghị, thưởng huy chương và các bằng cấp danh dự, đặc xá, ký hiệp ước với các nước, phái đại biểu Việt Nam đến nước ngoài và tiếp nhận đại biểu ngoại giao của các nước, tuyên chiến hay đình chỉ theo như Điều 38 đã định. Hiến pháp năm 1959 chức vụ Chủ tịch nước trở về khá giống với chế định ở hiện tại khi Chủ tịch nước do Quốc hội bầu ra, nhiệm kỳ theo nhiệm kỳ của Quốc hội và không còn đứng đầu ngành hành pháp mà chỉ còn là người thay mặt cho nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa về đối nội và đối ngoại. Đặc biệt, Điều 62 quy định mọi công dân nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa từ 35 tuổi trở lên có quyền ứng cử Chủ tịch nước mà không nhất thiết phải là đại biểu Quốc hội. Điều 63 quy định quyền hạn của Chủ tịch nước, căn cứ và quyết định của Quốc hội hoặc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội mà công bố pháp luật, pháp lệnh, bổ nhiệm, bãi miễn, Thủ tướng, Phó Thủ tướng và các thành viên khác của Hội đồng Chính phủ, bổ nhiệm, bãi miễn, Phó Chủ tịch và các thành viên khác của Hội đồng Quốc phòng, công bố lệnh đại xá và lệnh đặc xá, tặng thưởng huân chương và danh hiệu vinh dự của nhà nước, tuyên bố tình trạng chiến tranh, công bố lệnh tổng động viên, hoặc động viên cục bộ công bố lệnh giới nghiêm. Từ ngày 4 tháng 7 năm 1981 đến ngày 22 tháng 9 năm 1992, theo Hiến pháp năm 1980, chế định Chủ tịch nước được thay bằng chế định Hội đồng Nhà nước là Chủ tịch tập thể của đất nước bằng việc sáp nhập chức năng của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và chức năng của Chủ tịch nước. Từ Quốc hội khóa 9 năm 1992 theo Hiến pháp năm 1992, chế định chủ tịch nước được trở lại như cũ cho tới nay với các quyền hạn chế và chủ yếu mang tính lễ nghi. Tuy nhiên, sau lần sửa đổi hiến pháp năm 2012 để ra bản hiến pháp năm 2013, chủ tịch nước đã được tăng thêm nhiều thực quyền hơn. Sau đây là danh sách và thời gian giữ cương vị chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ năm 1976 đến nay. 1. Từ năm 1976 đến năm 1981, Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng từ ngày mùng 2 tháng 7 năm 1976 đến ngày 30 tháng 3 năm 1980, quyền Chủ tịch nước Nguyễn Hữu Thọ từ ngày 30 tháng 3 năm 1980 đến ngày mùng 4 tháng 7 năm 1981. 2. Chủ tịch Hội đồng Nhà nước từ năm 1981 đến năm 1992. Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Trường Trinh từ ngày 4 tháng 7 năm 1981 đến ngày 18 tháng 6 năm 1987. Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Trí Công từ ngày 18 tháng 6 năm 1987 đến ngày 23 tháng 9 năm 1992. 3. Chủ tịch nước từ năm 1992 đến nay. Chủ tịch nước Lê Đức Anh từ ngày 23 tháng 9 năm 1992 đến ngày 23 tháng 9 năm 1997. Chủ tịch nước Trần Đức Lương từ ngày 24 tháng 9 năm 1997 đến ngày 27 tháng 6 năm 2006. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết từ ngày 27 tháng 6 năm 2006 đến ngày 25 tháng 7 năm 2011. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang từ ngày 25 tháng 7 năm 2011 đến ngày 2 tháng 4 năm 2016. Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ ngày 2 tháng 4 năm 2016 đến ngày 21 tháng 9 năm 2018. Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh từ ngày 21 tháng 9 năm 2018 đến ngày 23 tháng 10 năm 2018, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng từ ngày 23 tháng 10 năm 2018 đến ngày mùng 5 tháng 4 năm 2021, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc từ ngày mùng 5 tháng 4 năm 2021 đến ngày 18 tháng 1 năm 2023. Quyền chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân từ ngày 18 tháng 1 năm 2023 đến ngày mùng 2 tháng 3 năm 2023. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng từ ngày mùng 2 tháng 3 năm 2023 đến ngày 20 tháng 3 năm 2024. Quyền chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân từ ngày 21 tháng 3 năm 2024 đến ngày 22 tháng 5 năm 2024. Chủ tịch nước Tô Lâm